Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách luộc ngô nếp làm sao cho nó ngon nhé các bạn nhé. Ngon tuyệt vời, không cần phải bỏ đường mà rất ngọt, rất thơm. Không phải bí quyết này ai cũng biết đâu nhé các bạn nhé. Đây là ngô mình vừa mới đi bẻ ngoài ruộng về đây các bạn ạ. Nhà mình ít khi phải mua các thứ lắm. Nhà mình chỉ mua mỗi muối với xà phòng thôi các bạn ạ. Đó. Chiếc ngô như thế này, mình sẽ cắt bớt cái đầu nó đi này. Và cắt bớt cái đầu này đi này. Mình bóc bớt một lượt bẹ này đi thôi nhé các bạn nhé. Mình sẽ để một lượt áo mỏng nó ở bên trong này. Đó, bên trong này là cái dâu của nó vẫn còn nguyên các bạn nhé. Dâu, lớp dâu của nó và một lớp áo mỏng vỏ bên trong. Nè, ta xếp vào nồi ta luộc các bạn nhé. Nếu mà các bạn bóc trần ra ấy, thì ngô sẽ không ngon đâu các bạn ạ. Nó sẽ ngọt là ở cái dâu và thơm ở cái dâu các bạn nhé. Nhiều người bóc trần ra xong rồi để dâu lên trên chốc. Không ngon, không đúng cách. Làm như này cho mình nhé. Các bạn xem video của mình hôm nay xong rồi, ngày mai các bạn làm thử ngay các bạn nhé. Luộc thử ngay theo cách của mình xem là có ngon không. Mình làm thì chỉ có chuẩn. Ok, bây giờ mình đi cho nước vào để luộc các bạn nhé. Mình luộc theo cách này xong rồi mình uống nước luộc ngô ngon lắm các bạn ạ. Vừa ngọt vừa thơm. Đó, ok, mình cho nước nó xăm xắp. Vừa tới cái ngô là được các bạn nhé. Bây giờ mình đi luộc các bạn nhé. Đó các bạn, mình cho lên bếp để đun rồi nhé. Đấy, bây giờ mình mới bắt đầu luộc này. Bây giờ nó sôi lên thì mình sẽ để nó sôi khoảng độ 10 đến 15 phút tùy theo ngô già hay ngô non đấy các bạn nhé. Nếu mà ngô non thì các bạn chỉ để cho nó sôi bắt đầu từ lúc sôi và cho đến lúc chín thì là 10 phút. Còn nếu mà ngô già thì các bạn để thêm 5 phút nữa là 15 phút khi nó bắt đầu nó sôi nhé các bạn nhé. Mình đun bếp lửa cho nó nhanh các bạn ạ. Đây nha các bạn nhé. Nồi ngô của mình khi mình đun sôi xong đến giờ phút này đã là được 10 phút chín rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình vớt ra nhé các bạn nhé. Ngon lắm các bạn. Các bạn làm theo cách của mình các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.
Và các bạn nhớ ủng hộ cho mình bằng cách like cho mình một like và ấn đăng ký để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.